Hey, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Mình là Hiếu Béo. Ok, và hôm nay mình rất phấn khởi và vui thích vì trong tay mình, trước mặt mình đang là chúng ta đang xem mình review game FIFA Online 3. Thì đây là một game mới của Garena được mua về và phiên bản mình đang chơi là phiên bản của Thái Lan, việc Việt hóa lại bởi anh em cộng đồng trên mạng. Đều anh em yêu thích thể thao FIFA cả, bóng đá cả. Thì thực chất là mình không phải là một dân đá bóng ở, bởi vì thực chất ở ngoài thì mình cũng không thích đá bóng. Mình đã không thích đá bóng sẵn rồi, nhưng mà thấy từ hồi game này nó mới được phát hành thì có vẻ được nhiều anh em quan tâm, và mình cũng thử làm cái review thử cái. Ok. Như mình đã nói là đây là bản của do bên Thái Lan, Garena Thái Lan phát hành. Còn Việt Nam ngày nào ra thì mình cũng chưa rõ. Ok, giờ tạo huấn luyện viên mới. Tên. Ok. Chọn câu lạc bộ. Thì mình không phải là dân đá bóng nên các cái kỹ thuật rồi là các cái luật đá mình đều không biết cả. Nói chung là mình mù đá bóng ấy. Thì mình chỉ review cho anh em về cái đồ họa và cái gameplay nó như thế nào, chứ mình không thể review được hết tất cả các cái đặc điểm hoặc là cái ưu nhược của cái game nó như thế nào cả. Vì vậy trong quá trình mình có đá mà gà quá ấy, thì anh em cũng đừng có chê nhá. Chọn quốc gia: Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý. Thôi thì lấy England đi, Anh nhá. Chọn giải ngoại hạng Barclay, lấy Barclay, cái giải này quá nổi tiếng rồi. Câu lạc bộ thì đéo biết ai luôn, đéo biết lấy thằng nào luôn, bởi vì chả biết đội nào đá với mạnh cả. Lấy tạm MU nhá. À không, lấy đội gì mà có CR7 ấy, Cristiano Ronaldo. Thì Real Madrid đúng không? Real Madrid đâu phải ở Anh. Thôi kệ mẹ, lấy MU vậy. Ok. Và mình chơi cùng mình hiện tại đang là anh Châu Lai. Thì anh này thực chất là cũng là bạn mình khá lâu rồi, nhưng anh ý ít rất ít nói. Như bạn biết là anh ấy có của mình ở trong Dead Island Riptide. Rồi game mẹ gì mới đây quên mất rồi, đang hứng quá. Giờ ra áo đỏ áo trắng, Wayne Rooney, Vidic, đéo biết thằng nào. Chọn câu lạc bộ, chọn thôi má. Của thằng nào ấy. Chọn 3 cầu thủ. Chọn nhào. À, bấm vào đây. Thằng đổ người tốc độ, nhìn thằng đẹp trai hơn thì lấy vậy. Ôi, hay thằng này đẹp trai nhưng mà hơi lùn. Rồi lấy thằng này nhá. 1. Rồi 3 rồi. Ok, tiếp theo. Ê, mình chọn bừa mà. Tiếp. Ôi, từ từ đã, để mình chỉnh thành tay đã. Messi, để kết bạn. Kiểm tra hàng. Đeo hiểu. Đây là tiếng Thái. Thì đây là bản Việt hóa mới, thì nên là vẫn chưa ấy. Ok, để mình thêm cho like nhá. Cho like tôi add rồi đấy. Ê rồi, ad lại ấy. Thì tí nữa mình sẽ nhanh không? Rất là nhanh, internet có khác. Ok. Cho like chào các bạn đi, chat ở đây đi. Ok. Giờ để mình config lại để đá bằng gamepad đã. Như bạn đấy là mình cũng đang tập đá bằng gamepad mà. Ok. Đây Spock. Cái đặt quan trọng. Từ từ xem lại đã. Truyền tạt đánh mẹ, mấy cái từ kiểu mẹ này đéo hiểu. Rồi kệ, tí vào tìm hiểu sau. Ông ơi, giờ đá ở đâu nhỉ? Bấm vào đâu để đá nhỉ? Vừa gửi mời thi đấu. Ôi. Đá nhào. Ôi. Gì này? Bỏ chuột này xuống cái. Ôi, what the fuck?
Đi. Ê. Chạy. Ôi giời. The fuck. Thôi. Làm trận đã. Rồi, chấp nhận rồi. Các bạn không cảm như vẫn như thường lệ anh cho online chúng ta rất là ít nói. Bạn có thể chơi chế độ versus friend, versus random, versus computer. Khi không có đội nào bên phải, đội trưởng của đội bên trái có thể thay đổi. Ok. Sẵn sàng. Ui, mày đã level 7 rồi, thằng này. Đây. Chọn áo kiểu gì? Tao thích màu đỏ. Chọn nhà áo. Tí vào. Ok. Ready rồi đấy. Ui. Thằng này nó đã có tẹo mà đã level 7 rồi. Chọn cầu thủ để bắt đầu. Shit. Ôi, mình vừa làm gì ấy? Cho thằng này lên chứ. Phi cho thằng này lên với thằng này. Đấy. Chọn linh tinh mà. Mình thích thằng Van Persie này. Mình biết nó. Ôi. CR7 này. Thằng này có CR7 này. Đá đội gì ấy? Đâu chọn màu áo nhau. À, chọn màu áo. Chờ cho tao chọn màu áo. Thằng chó. Ôi DM. Thì cái link client nếu mà bạn nào chưa biết thì nếu bạn nào biết rồi thôi, còn nếu bạn nào như dành cho những anh em chưa biết thì mình sẽ để cái link download client bản chính thức và cái link patch Việt hóa và một ít hướng dẫn ở cái dưới description. Ok. Từ từ chỉnh ngã. Ê, chỉnh ngã. Từ đá cái gì? Đá cái gì? Ê ơi, bóng của anh. Ê ơi, lên. Ê, bóng của sao? Ôi, đá bổng rồi. Chỉnh ấy ở đâu? Ông thần. Chỉnh cấu hình. Biết enter để chat rồi nhưng mà chỉnh cấu, chỉnh cái option bao nhào. Yeah. Bóng đá của anh. Escape để pause. Không bấm được. Đang chơi bằng tay. Đá. Ơ, chạy chuyến cho thằng này. Thằng ngu này. Không bấm được. Start. Ơi. Đá. Ôi, đây. Anh có bóng. Anh có bóng. Đây. Ê. Chuyền. Ê ôi. Bóng của anh. Mất bóng. Wayne Rooney. Ôi. Mẹ. Đá. Ơ. Mất bóng. Ơi. Đây đâu mày. Ơi. Mất bóng. Ôi đồ đá. Ôi mày vãi. Ê. Đá lên. Ủa mày vãi. Pause lại đi ông thần ơi. Truyền. Ôi mẹ. A là truyền. Đụ má. Bảo sao từ nãy. Đấy. Ôi. Mẹ. Mày. Ơ. Rồi, chuyền. Ôi giời ơi. Chuyền nhanh. Nhanh. Ơi. Ôi, vào mẹ rồi. Fuck. Nhìn cút cạc. Cút ra. Skip ấy. Đéo muốn nhìn thấy thằng này.
Skip E. Quay chậm cái lời. D. Anh sẽ trả thù. Sao em mẹ tranh bóng với trọng tài này. Đấy. Thằng chó này. Thôi. Sao ấy? Là sao? Quá vạch gì? Việt vị. Ồ. Thế à, mình ăn à? Đấy, toàn vi phạm luật. Chú này kém vãi. Ơ ơ ơ. Đá. Chuyền. Ơ bóng vào sao. Rồi. Ê mẹ, từ nãy đã chuyền được. Đá đi. Rồi rồi, lên lên lên. Ơ mẹ, hai thằng ngu ấy, mẹ tranh bóng vào nhau. Xuống. Ơ ơ ơ, trả bóng đây. Rồi. Lên. Lên lên. Ôi giời ơi. Lại mất bóng. Mẹ. Chặn. Tưởng nhào. Pause lại đi ông thần ơi. Ông máy chủ ông pause giờ thì sao? Pause thử em nào. Ở đây rồi. Sao này? Để mình xem. Ủa? Bấm nút nào? Nó không cho cài. Vào game nó không cho cài. Chuyền bóng. Ôi, bóng cái gì ấy? Đá xuống. Đá xuống đây. Ôi, đá kia. Xuống. Ôi giời. Ôi giời, kết thúc hiệp 1. Mẹ. Thì nhận xét cái đồ họa của cái game này thì so với mình thì khá là đẹp. Di chuyển cũng khá là mượt. Còn cái răng cưa này thì mình chưa biết là mình đã chỉnh, nó đã chỉnh sẵn hộ mình max setting ở trong cái option chưa. Bởi vì lúc ấy mình đang muốn chỉnh, mình đang muốn xem là cái cấu hình nó đã chỉnh optimize hết chưa. Nhưng mà trong trận đấu nó không cho chỉnh. Và confirm với các bạn là các bạn chơi bằng gamepad thì game này có thể chơi bằng gamepad ngon nhá. Ê 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 ê. Ôi 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 ôi, chuyền. Ôi ôi, lên. Ơ sao này. Ơ. Yeah. Ném ra đây. Đá lên. Ngồi. Đá sang. Sang nữa. Ngồi. Mẹ. Trả ra bóng đây. Trả đây, trả đây. Mày ơi. Ô mình xin. Cảm ơn nhá. Trả đây. Lên. Ủa mà cho thủ môn lên đá có cùng được không nhỉ? Tí thử phát. Chưa có A, chưa. Tam giác là cái gì? Chơi bằng tay PS3 PS đâu mà tam giác. Lên, lên, cố lên, cố lên, sút nút nào. Nút Y trên game pad. Nút, nút Y làm sao? Để làm gì? Mất bóng. Yeah. Thủ môn lên trên. À đúng rồi, Y là thủ môn lên trên. Nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Đi, thử cho thủ môn lên phát. Đâu được. Có được không? Nó chỉ có mỗi A với cả X thôi. Đây. Đi. Phải hồi nãy à? Ôi, 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 mẹ.
một kẹp ba. Mày cướp bóng tao. Mày cướp bóng tao. Tí chết. Ơi, hai cướp bóng giỏi nhở. Ôi ôi, ơi lại mất. Ôi mẹ CR. Ôi ôi ôi. Lên. Ôi 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 ôi. Mày cướp bóng tao. Mày cướp bóng tao à? Anh biết cướp bóng rồi. Ấy. Mẹ. Push the ball around quickly from that free kick. Now, here's a chance. Ôi! Ôi nhảy! Ôi nó nhảy! À! Mày vãi! Ôi skip ê! Ôi! Đấy! Ơ, chuyền đi đâu ấy? Mẹ thằng ngu này. Đây, cho anh. Đây. Ôi giời, già mẹ. Lên. Ê ôi. Ôi không có thủ môn. Ê, không có thủ môn. Ôi. Cướp. Tịt mẹ. Hết trận. Việt vị 1. Ha ha. Bên Châu Lai mình chả vi phạm lỗi gì cả. Hey, xin chào. Đã quay trở lại với trận tiếp theo. Trận này mình nhất định phải trả thù được. Nhất định trả thù được cho này. Sang. Từ chờ tí cho tôi đổi màu áo đã nhá. Cho tôi đổi lại màu áo đã. Đổi màu áo ở menu cuối. Ui, mình đã level 2 rồi. Đâu? Đâu menu cuối đâu? Sẵn sàng. Còn một menu nữa. Ok, sẵn sàng đi. Chọn sân nhà. À. Ấy ôi. Chơi. Anh đã sẵn sàng. Chú thì sao? Một. Vào trận thôi. Thì do đây là một cái video review nên là mình cũng sẽ chỉ chơi tầm khoảng 1-2 trận thôi. Bởi vì dung lượng cho một cái review nó không dài. Ok. Skip đi. Skip đi. Thì đối với những cái game thể thao bóng đá ở ngoài trời sân như thế này thì cái đồ họa người ta làm cái AI khán giả thì mình thấy nó rất là thô, nhìn nó không thật. Nhưng mà theo mình thì những cái game thể thao mình đã từng chơi qua thì hầu như khán giả ở game nào nó cũng thế. Như bạn thấy là khán giả trông như cái đồ chơi ấy, có đúng người ở giữa sân là trông thật thôi. Và cái đồ họa mình lúc ấy mình mới kiểm tra thì trông nó đã optimize max setting hết cho mình nha, nó để chế độ đẹp nhất. Ui. Cướp thế nào được? Lên. Ê. Này chắc mình nghĩ phải đá một thời gian nó mới quen được. Ê, đánh đầu đấy em, đánh đầu. Đi. Ui. Sao này? Phạm lỗi gì? Phạm lỗi kẹt gì?
mình ấy mà. Truyền dài. Truyền. Giờ truyền cho ai bây giờ? Đá. Ui. Làm sao ấy nhỉ? Lỗi gì? Ôi, lên rồi. Ôi. Mất bóng. Đéo cướp được. Ở đây rồi. Bóng của anh. Ấy. Trả đấy. Ôi. Lên. Nghe anh lược chú rồi. Ôi. Chuyền nhanh. Lên đi. Mất bóng. Mẹ. Thầy mẹ. Chú cậy mẹ chú biết chơi anh. Chú bắt nạt anh à? Đá đi đâu thế? Đá đi đâu thế? Vẫn đâu? Bóng quay. Béo bị điên à? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Ừ. Im. Đang nghịch mẹ. Live stream mẹ. Like cái con cạc. Ô. Xin lỗi các bạn, đây là lỗi kỹ thuật. Mình đáng lẽ là nên để phòng private, để tránh những trường hợp khám lờ như này. Chà lắm. Ơi, mất bóng. Mẹ. Thôi, chà. Ôi, đúng rồi, lừa nó rồi. Đá ban với anh à, đâu má anh chắc. Hết. Ui. Sướng vãi. Ôi vẽ thẻ đỏ à. Mẹ. Nhìn thế này. Nhẹ thế này mà cũng thẻ đỏ. Mẹ. Ôi anh bình tĩnh. Đấy, bình tĩnh nhá. Đấy. Ôi bình tĩnh nhá. Sao thế? Ôi giời ơi, bổng thế. Đã, lên. Nhanh không nó cướp bóng cơ. Thằng này nó nhanh lắm. Đá nhanh. Ôi, đấy. Mẹ cướp nhanh lắm. Đấy. Làm sao cướp bằng anh được. Chú là kém anh rồi. Ấy, ôi. Ôi giời ơi, hết trận đầu hiệp 1. Thôi ít ra mình không đá thắng được nó thì mình giữ vốn huề. Rồi, trận tiếp theo. Ôi. Nhanh nó cướp bóng. Ôi. Ấy. Ôi. Vườn không nhà trống. Sao thế? Lại về vị à? Nè, đỡ bóng này chú. Ôi giời ơi. Má thằng này. Thổ phỉ vãi. Ê vườn không nhà trống. Ôi may vãi. Ôi. Nào. Trả bóng đây. Ôi mẹ cướp nhanh ấy. Nào.
nào nào, ôi 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 saw it all the way, the goalkeeper, and it's comfortable in the end. Oh, what a stop, goalkeeper. Absolutely top draw. Úi giời. Đá còn chưa trúng cái cột. Ôi mày vãi. Số lần sút 8, anh còn chưa sút được quả nào. Ôi. Sao này? Mày. Sao thằng thủ môn này ngu nhỉ? Nó toàn đập tay ra ngoài mẹ, toàn phải toàn bị ấy. Đấy. Biết ngay mà. Toàn chạm tay nó. Ôi 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 ôi. Ôi sao thế? Ôi may vãi Huề. Ố không phải, không phải hết trận. Mẹ cãi nhau. Ôi mẹ penalty à. Ôi. Ôi đi mẹ trọng tài. Đờ mờ trọng tài luôn. Ôi 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 ôi. Ôi ôi ôi. Ôi đi mẹ thua rồi. Thế chết rồi. Má cứ tưởng hết hiệp. Đang vui mừng. Chết rồi. Ôi 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 ôi. Ôi. Ôi à! À! Thua mẹ thôi. Thằng chó. Đệt. Skip bộ cái. Đệt. Ôi. Đệt mắm. Khắm vờ lờ. Gần hết mẹ trận rồi. Chú đéo để anh yên gì cả. Cười con cạc. Ê, nhanh em. Mình nghĩ bỏ quẹ ra nha. Ôi, ôi, ở đây, cơ hội của anh. Ôi, 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 giời. Mẹ đéo, còn đéo lên được cơ. Má. Thầy chơi kiểu du ngủ mà. Nó chả cần tấn công, nó cứ đá bình thường. Mình đéo lên được. Cơ bản là anh gà thôi. Ôi, ôi, sao toàn truyền cho nó vậy? Này, mày. Ôi, cơ hội của anh. Ôi, 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 tứ phía. Ôi, mẹ tứ phía có địch. Ấy, rồi. Ấy, ôi, 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 của anh. Mẹ cái thằng trọng tài ấy. Sao thế? Ui. Chuyền dài hả? What the fuck? What the fuck? Đệt. Thua mẹ rồi. À, nó trêu mình, nó trêu mình. What the fuck? À, mẹ. Chú không, anh không cần cái lòng thương xót của chú đâu. Chú không phải chơi anh kiểu đấy. Ủa mà sao bên... À đúng rồi. Chú không phải thương xót anh kiểu đấy. Anh đéo cần lòng thương xót của chú. Nhưng mà thôi, một đều rồi. Nào nào nào. Nào. Mày làm cho quả nữa. Ôi ôi ôi. Ôi. Rồi. Cơ hội của anh. Ê rồi. Ê ê ê ê. Chào đây. Đá. Nhanh. Đá. Đá. À. Ôi giời. Mẹ đúng lúc hết giờ. Đấy. Mẹ chứ. Bực vờ lờ. Ôi hết mẹ giờ gì. Có bù giờ đâu. Ôi giời. Bù mẹ 5 giây à. Rồi. Mẹ. Kết thúc 2 hiệp. Đây là mình không năn nỉ nó để nó làm cho Huề nhá. Đây là tự nó nhá. Đây coi như mình coi như trận này là Huề đi. Ơ, sao này? Ôi bù giờ.
Ôi 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 ôi, ôi nhanh nhanh nhanh, cố gỡ, cố gỡ, cố gỡ, cố gỡ, rồi bóng quanh. Ôi 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 ôi, nó vào đá đi, nhanh lên, nhanh 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 nhanh. Ôi giời, chối vãi mày. Ôi 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 ôi, bóng của anh mày, chết với anh. Thế thôi, của anh, của anh, của anh. Thế thôi, Wayne Rooney, cố lên anh bạn ơi, cố lên, đá lên. À, vẫn không, đờ mờ, không, chú không thể lên được. À, sao bù giờ lâu ấy nhỉ? Lên. Ôi mày quá hết giờ. Má. Ok thì mình nghĩ là hai hiệp là quá đủ cho một cái review rồi. Thì cái nhận xét khái quát của mình về cái bảng FIFA mới này, thì đồ họa mình thì chưa chơi cái bản FIFA 12 hay là 11. À không, FIFA 3, Online 3 thì mình chưa chơi cái bản trước. Nên không biết đồ họa nào, nhưng mà theo mình thì mình nghe nói là cái bản FIFA 3 này dùng cái engine của FIFA 11 thì chắc là nó sẽ đẹp, thì bởi thì theo cái con mắt của mình thì đồ họa khá là đẹp. Thì cái di chuyển nhân vật khá là mượt. Theo mình là thế, còn không biết các chuyên gia làm bóng khác thì như thế nào. Thì mình nhận xét là như thế. Còn đối với cái gameplay thì gamepad của nó hỗ trợ rất là cao. Thì thực chất là cái game bóng đá mình không có am hiểu gì, thì mình chỉ biết như vậy thôi. Còn thì mình đoán là mình sẽ kết thúc cái review của mình tại đây. Thì như mình nói ở giữa trận, giữa nửa game thì cái link download bản Lion Full với cả update rồi hướng dẫn Việt hóa mình sẽ để dưới description. Okay, cảm ơn anh em đã theo dõi mình chơi cái video này. Và nhớ là đừng hãy like và subscribe mình để ủng hộ tinh thần chơi game mình. Và đừng có gọi là đừng có ném đá mình vì mình chơi gà nhá. Ok, cảm ơn anh em.